Rồi cái bài Retreat 4 này nhớ Không. không? Không nhớ luôn á hả? Rồi thầy hướng dẫn lại Retreat 4 Hơi bị nha. lâu đâu nhớ nổi. Ừ. Rồi hướng dẫn lại Retreat 4 nè. Rồi để làm được cái Retreat 4 thì bình thường các bạn sẽ xem thử là cái file này nó có cái kích thước là bao nhiêu. Image size đó. Kích thước rồi độ phân giải của nó. Còn bình thường nếu mà các bạn làm mà trong cái Photoshop của thầy, ví dụ như của thầy là thầy xài cái CS6 này á, thì chúng ta có thể là tạo một cái file mới. Rồi các bạn chọn theo cái kiểu là sử dụng lại cái cấu trúc của cái file final. Đó, 4 final. Thì nó lấy hết cái thông tin của cái file 4 final này. Còn nếu mà máy các bạn không làm được như vậy á thì các bạn sẽ Ctrl A cái file số 4 final này, các bạn Ctrl C là copy cái cấu trúc. Rồi chọn file new. Và lúc này chúng ta không có sử dụng cái reset là dựa vào các cái file này nữa bởi vì nó không có. Thì chúng ta chọn là clipboard. Như vậy thì những cái thông tin của cái file này nó đã lưu trong clipboard rồi. Ok. Như vậy lúc này chúng ta tạo được cái file. Ủa sao vậy? À đúng rồi. Thầy đang sử dụng cái gì? Thầy đang sử dụng một cái layer. Cho nên là nó không có thấy được cái chỉ sử dụng được một cái laser thôi. Đây chúng ta sẽ mở cái laser lên lại. Tại cái laser của mình là nó chỉ có cái laser này thôi nè. Đó, cho nên là mình không có thấy được cái cả cái bức tranh, mặc dù là mình chọn hết nhưng mà các bạn sẽ không thấy. Đó, mình chỉ thấy được một phần thôi. Bây giờ thầy mở lại nè. Rồi, lúc nãy là thầy chỉ chọn cái này cho nên là nó copy có một phần nhỏ thôi. Ctrl A, Ctrl C, Ctrl N. Rồi như vậy chúng ta đã có được một bức ảnh nó bằng kích thước của panel. Được chưa? Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tô màu. Như vậy nếu như mà các bạn biết được cái màu, biết được cái màu thì chúng ta sẽ chọn đúng cái màu này luôn. Còn nếu không thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ lấy cái bút lấy màu để chúng ta lấy màu của nó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lấy màu nha. Với cái cửa sổ mà giống như các bạn lúc nãy ở đây mình xem như vậy á, là mình sẽ xem full, mình tắt hết tất cả các công cụ nè. Rồi bạn nhấn tab là nó sẽ xuất hiện lại công cụ cho mình. Đó, xuất hiện các công cụ lại. Bây giờ mình sẽ lấy màu. Và cái này thì chúng ta chia ra khoảng cỡ 1 phần 3. Ở đây là 5, khoảng là 6, 6 in. Như vậy ở đây là 3 in. Thì cái này là khoảng 1 phần 3 bức ảnh. Vậy các bạn có thể là kéo thước vô để chúng ta sẽ biết được ở giữa là ở đâu. Rồi chúng ta canh cái này nó nằm ở chỗ khoảng cỡ là 1.9 nè. Đó. Thì chúng ta sẽ chọn cái vùng chọn. Như vậy nếu như mà một bức ảnh lớn như vậy nè mà các bạn tạo vùng chọn, các bạn vẽ từ ngoài này vào. Đó, nó khó đúng không? Không không vẽ được. Còn nếu mà bạn vẽ sát biên này thì cũng chưa chắc là sát. Chưa chắc đâu. Cho nên là đơn giản các bạn sẽ cho cái bức hình này nó nhỏ lại tí xíu. Nhấn Alt+Tab, rón chuột kéo nhỏ lại. Như vậy mình thấy cả cái vùng bên ngoài của bức ảnh luôn. Và các bạn đưa chuột ở bên ngoài này, các bạn kéo. Đấy, như vậy thì nó sẽ chắc chắn rằng là cái đường biên này là nó sát sát biên. Còn nếu mà các bạn không có kéo như vậy, các bạn để lớn
thì không cách nào mà mình kéo sát biên cả. Đó, mình để sát nhưng mà chưa chắc là nó sát. Đó, mình zoom nhỏ lại. Rồi. Rồi mình có được cái 1/3 bức ảnh. Bây giờ mình sẽ tô màu màu hồng đậm. Ở chỗ này mình sẽ mở cái này lên nè và mình cho màu nó đầy đủ lên để mình xem thử. Người ta chọn là Minlity. Minlity là nó sẽ hòa trộn vào các cái layer phía sau. Mình chọn Normal. Đấy, đây là cái hình nó có cái màu thực. Màu thực. Như vậy khi mà các bạn chọn Quality là cái chế độ hòa trộn là Minlity thì nó thấy luôn các cái layer phía sau. Còn nếu mà các bạn chọn Normal thì mình không thấy. Đấy, như vậy mình thấy được cái màu thực của nó. Chọn bút lấy màu. Các bạn sẽ click chuột ở đây. Các bạn sẽ thấy được cái màu mà nó đang có cho mình. Đó. Rồi, đây là một cái màu thứ hai. Như vậy các bạn thấy là ở dưới này nè, nó tự động nó nhận hai màu, mình không cần đảo vùng chọn lại, không cần đảo gì hết. Như vậy mình nhấn thêm cái gì? Hiện nay cây bút lấy màu của mình, nếu như các bạn click chuột chọn bình thường thì nó chỉ lấy màu cho cái phần màu vẽ thôi. Còn nếu mà màu nền thì các bạn nhấn thêm phím Antanas vô. Nhấn phím Antanas xuống rồi các bạn click chuột thì các bạn sẽ lấy được màu nền. Như vậy chúng ta quay trở lại cái bức ảnh này. Và tốt nhất là cứ mỗi đối tượng như vậy các bạn tạo cho thầy một layer mới. Layer mới và mình sẽ chọn tô màu Radiant. Ở đây màu của nó là hồng trắng. Mà màu của mình là hồng trắng ngược lại. Như vậy mình sẽ tô màu sao? Mình có vẽ từ trái qua phải hay từ phải qua trái? Từ phải. Từ phải qua trái. Ok, mình vẽ từ phải qua trái. Được chưa? Đó, cái màu số 1 là màu bên này. Màu số 2 là màu bên này. Như vậy mình sẽ vẽ từ phải qua trái. Nhưng mà mình thấy cái màu của mình á, cái này mình nhấn Ctrl H nha, cho nó ẩn cái vùng chọn. Cái màu của mình là nó sáng ở phần này ít hơn, cái này nó sẫm hơn nè. Cho nên chỗ này mình phải đổi lại tí xíu. Mình sẽ tăng cái màu sáng này lên tí. Rồi mình tô màu lại. Nhớ nhấn Shift nha. Rồi. Được chưa? Một nửa còn lại là chúng ta tô màu vàng và cũng là vàng nhạt. Một nửa còn lại thì chúng ta nhấn cái gì? Nhấn cái gì để lấy một nửa còn lại? Ctrl Shift. Ctrl Shift Y nha. Đảo vùng chọn. Chứ nếu như các bạn Ctrl Y là nó âm bản á. Âm bản. Ctrl Shift Y đảo vùng chọn. Như vậy chúng ta đã có vùng chọn đảo được rồi. Thì chúng ta chỉ có việc tô màu Radiant, màu vàng từ trên xuống dưới. Nhớ nhấn Shift. Đấy. Như vậy là chúng ta đã có xong một bức ảnh. Rồi, Ctrl D bỏ vùng chọn. Được chưa nào? Bây giờ chúng ta sẽ tạo những cái vùng này nè. Vùng tròn này. Vùng tròn. Đó. Thì cái này các bạn nhìn ở bên hình này thì người ta tạo vùng tròn là người ta tạo cái layer mask. Cái layer mask này, chỗ này đen thì nó che cái layer này đi và nó thấy được các đối tượng phía sau. Rồi chúng ta cũng tạo những cái vùng tròn như thế. Như vậy nó có nhiều cách để chúng ta tạo. Chúng ta có thể dùng ellipse hoặc là các bạn chuộng shape ở dưới này. Đó. Nếu mà chúng ta tạo ellipse á, thì chúng ta sẽ không có thay đổi được kích thước, không thay đổi được vị trí, nó hơi khó hơn. Đó. Chúng ta sẽ tạo ở đây. Làm sao để di chuyển được cái vùng chọn này trong lúc chúng ta đang vẽ ta?
Nhắn cái gì mà có thể di chuyển được? Anh nghe gì nữa? À, spacebar. Trước tiên là mình nhấn shift ha, nhấn shift để vẽ cho nó đều. Thứ hai là mình sẽ nhấn spacebar cùng lúc để mình di chuyển. Mình di chuyển xong thì các bạn có thể thả cái thanh spacebar ra. Rồi, mình vẽ tiếp cái vùng thứ hai. Vẽ tiếp vùng thứ hai, chú ý nhé. Khi mình vẽ tiếp vùng thứ hai, mình nhấn shift mình vẽ. Đó, nhấn shift mình vẽ. Bây giờ vấn đề của nó là chỗ này. Khi mình nhấn shift là nó không có đều nữa. Nó không có đều nữa. Đó. Cho nên bình thường thì chúng ta làm như thế, còn để muốn cho nó đều thì chúng ta tạo mặt nạ ở đây trước đi. Tạo mặt nạ ở đây trước. Rồi, tạo vùng tròn xong rồi, nếu mà mình bấm mặt nạ chỗ này thì chuyện gì xảy ra? Bấm mặt nạ là nó chỉ thấy một phần này thôi, rồi không đúng ý của mình, không đúng ý của mình làm lại. Mình sẽ control shift y thêm mặt nạ vào đấy. Như vậy thì cái mặt nạ của mình khi edit xong nó sẽ cho bị cái chỗ này là không còn thấy gì cả, thì những cái đối tượng ở phía sau mình sẽ thấy ở đây. Tương tự như thế, mình thêm một cái vùng chọn ở chỗ này, thêm vùng chọn ở đây. Lúc này bạn nhấn shift xuống thì nó sẽ tròn đấy. Như vậy thì mỗi lần mình tạo một cái vùng chọn cho nó dễ, nó sẽ tròn cho mình. Ok, khi mà đã có vùng chọn rồi thì việc của chúng ta bây giờ chỉ có là tô màu đen lên đây, tô màu đen lên đây. Bạn nhấn control delete, bởi vì cái màu của mình là màu background là màu đen thì control delete. Tương tự như vậy, mình vẽ xuống phía dưới này một cái vùng chọn nữa. Mình sẽ tô màu cho cái này, control delete. Đấy, như vậy là cái phần layer background này chúng ta đã làm xong. Layer background chúng ta đã làm xong. Bây giờ chúng ta sẽ có 1, 2, 3 cái layer mà nó nằm phía dưới, tức là cái mũ là 1, cái đồng hồ là 2, rồi cái tượng này là 3. Như vậy ba cái tượng chúng ta sẽ đưa xuống dưới và chúng ta chọn cái chỗ này là Minity luôn đi, để tí nữa chúng ta sẽ thấy các đối tượng phía sau. Rồi, chúng ta đưa cái tượng qua. Tường của mình bây giờ là có cái background là màu trắng. Như vậy các bạn thấy là mình muốn chọn cái tượng này cũng rất là dễ, bởi vì mình có background màu trắng rồi. Mình chỉ cần chọn background rồi mình control shift y. Như vậy là mình đã lấy được đối tượng rồi. Control C. Nếu cần thì các bạn sẽ shift F6, bạn chọn fader cho nó nhỏ thôi, để cái chế độ hòa trộn của cái đối tượng này so với những đối tượng mới nó sẽ dễ dễ nhìn. Rồi, Ctrl V vô đây. Ctrl V thì nó nằm ở trên, mình đưa xuống dưới. Ctrl T. Như vậy các bạn thấy là cái hình của mình thì cũng tương đối rồi, nhưng mà nó chỉ còn một vấn đề nhỏ ở đây là gì? Ở đây nó có hạt, còn của mình không có. Vậy thì cái hạt này ở đâu ra? Rồi, chất lượng người ta cho là 80%, và nó có cái hạt này là mình làm sao? Chất lượng 80%. Rồi, cái hạt này mình sẽ
vô trong gì? Filter noise, add noise, được chưa? Đấy, các bạn thấy là mình cho nó nhiều bao nhiêu thì lúc này tùy mình ha, mình cho nhiều hay là cho ít. Nhiều nè, ít nè. Ok, đấy, như vậy đối tượng của bạn. Rồi, tiếp tục chúng ta đưa cái mũ qua. Này chúng ta lấy rồi, đây cái mũ đây. Vậy trong phần này chúng ta có những layer riêng, thành ra là người ta cắt cho mình rồi, cho nên thực ra rất là dễ. Chúng ta chọn cả ba layer này, chúng ta đưa qua luôn. Đó, ba layer chúng ta đưa qua cùng lúc, bởi vì người ta cắt sẵn cho mình rồi, mình không cần làm gì nữa hết. Rồi mình sẽ chọn từng layer, mình đưa vô vị trí cho nó đúng. Đây cái mũ. Cái mũ xoay lại tí xíu. Rồi đến cái đồng hồ. Bây giờ thầy làm sao? Thầy di chuyển cái đồng hồ này đây. Bây giờ mình đang chọn là laser là cái mũ. Bây giờ mình muốn chọn cái đồng hồ, lấy trục ở đây chọn. Không phải. Vậy làm sao? Nhấn vào layer của đồng hồ mới di chuyển. Nhấn. Nhấn gì? Tào la nó quăng hết rồi. Hả? Bấm cái layer của cái đồng hồ. Bây giờ không muốn bấm laser, muốn làm trực tiếp trên này. Bây giờ giả sử mình không thấy laser đâu hết, làm sao? Tiêu. Tiêu. Làm được. Ủa? Bây giờ các bạn sẽ nhấn Ctrl và các bạn click chuột vô layer mà mình muốn di chuyển. Thì lúc này bản thân là nó tự động nó chọn nè. Ví dụ lúc đầu mình cái mũ nè, nhấn Ctrl, click chuột xuống đây thì nó đổi layer cho mình. Nhớ cái này nhé. Rồi tương tự như vậy, nhấn Ctrl, click chuột vô đây. Ctrl, click chuột vô. Đó. Tại vì sao mà mình click chuột chỗ này thì nó chọn cái phần layer 1. Bởi vì cái mũ của mình nó đang nằm ở dưới. Mà chỗ này mặc dầu mình thấy cái mũ là do chế độ hòa trộn của cái layer 1 thôi đó. Chứ còn nếu mà mình chọn chế độ hòa trộn bình thường đó, thì nó khuất ở phía sau. Mà mình click chuột ngay đây, tức là mình click chuột trên layer 1 chứ không phải là trên cái vòng này đó. Thì mình muốn chọn cái vòng thì các bạn chọn ngay cái khoảng trống này nè đó. Và cái vòng này đối với lại cái bài kia thì nó nằm ở trên. Nằm ở trên. Được chưa? Chứ nó không phải nằm ở dưới. Như vậy tương tự chúng ta cũng đưa cái vòng này lên trên. Ctrl T. Rồi. Còn gì nữa nào? Chữ. Chữ ha. Như vậy cái chữ này để coi thử là người ta có đưa sẵn mẫu chữ cho mình hay là mình tự chọn. Đối với bài 4 nó chỉ có vậy thôi. Còn chữ là mình sẽ gõ vào. Chữ mình sẽ gõ vào. Như vậy thì mình sẽ tạo một cái pattern. Được chưa? Pattern. Rồi cái chữ ở đây. Cái pattern này hôm trước mình có trao đổi rồi. Một muốn tạo được cái mẫu tô thì chúng ta chọn chọn một cái vùng, một cái vùng để tạo mẫu tô. Như vậy chúng ta sẽ view cái mẫu tô này thử là nó là cái gì. Mình view thử coi ha. Mình bỏ cái clipping mask của nó đi. Rồi, đây cái mẫu tô của nó đây. Đó, hình như
như có ai vô phòng đúng không? Ok. Rồi, cái mẫu tô của nó là một phần của cái màu vàng ở trên này nè, và một phần của màu xanh. Được chưa? Như vậy thì mình chọn một cái vùng tròn nhỏ thôi. Vùng tròn nhỏ ở phía bên này. Và nhớ phải chọn vô cái mũ nha. Chọn vô cái mũ mình mới mới lấy được vùng tròn của nó. Đó. Giả sử như mình lấy được cái vùng tròn như thế. Rồi. Bây giờ làm sao nữa đây? Edit. Define pattern. Được chưa nào? Đây là cái mẫu tô của mình. Logo for Ok. Mình lấy được cái mẫu tô xong thì chúng ta sẽ tạo một cái layer mới. Tạo một cái layer mới ở đây bên này. New. Và mình chọn fill pattern với cái mẫu tô mà mình mới vừa định nghĩa xong. Ok. Được chưa? Rồi sau đấy thì mình sẽ tạo một cái layer test. Clipping mask lại. Mình tạo một cái layer test ở đây. Đổi kiểu chữ. Các bạn đổi kiểu nào cũng được, nó không không cần thiết là phải giống cái kiểu ở trong trong bài. Rồi. Như vậy là mình đã có được kiểu chữ xong. Bây giờ mình sẽ làm sao để cho các cái pattern mà mình mới tô lúc nãy nó nằm giống như vậy. Như vậy thì cái mẫu tô của mình ở đây nó nằm ở dưới, còn cái chữ nằm ở trên, mình đảo lại và lít chuột phải lên layer 3, chọn create clipping mask. Như vậy là mình đã chuyển cái chữ vô bên trong xong. Và cái này thầy có lưu ý với các bạn là cái clipping mask nó giống với cái gì nữa, nó giống với cái gì? Layer, layer mask. Nếu như mình không sử dụng cái clipping mask giống như thế này thì mình có thể sử dụng layer mask bằng cách là nhấn Ctrl chọn cái vùng vùng chọn của chữ lên layer 3, chọn tạo mặt nạ thì nó cũng có kết quả giống như nhau. Nhưng tại sao người ta giới thiệu cho mình clipping mask để làm gì? Bây giờ cái chữ Kenza thầy không muốn dùng cái chữ này nữa mà thầy muốn đổi chữ khác thì thầy sửa chữ ở đây. Giả sử là thầy sửa chữ ở đây. Sửa chữ ICH. Và lúc này thầy phải làm lại, nhấn Ctrl delete chuột vô đây, lấy vùng chọn. Xong rồi lên cái mặt nạ này thầy phải làm lại cái mặt nạ một lần nữa. Rất là mệt không? Nó rất là phiền. Mình làm như vậy nó không hiệu quả. Còn nếu mà các bạn dùng clipping mask, bây giờ thầy muốn đổi cái này thành chữ ICH cực kỳ đơn giản. Nhấn vô đây, đổi thành ICH như vậy là xong. Đó, rất là đơn giản. Rồi, hai đối tượng này. Hai đối tượng, một là chữ, hai là nền, nó không có di chuyển cùng nhau. Như vậy nếu như các bạn di chuyển cái chữ thì chỉ là cái chữ do nó giống như là một cái kính lúp vậy đó. Mình di chuyển đến đâu thì mình nhìn thấy cái vùng của cái layer 3 thôi. Đó. Rồi chỗ này mình chỉ cần tạo thêm một cái layer để mình tô màu đen vô đây là xong.
Bây giờ màu đen chưa có, mất rồi. Làm sao lấy lại được màu đen đây? Tím nóng. Tím nóng gì? Chữ D. Chữ D là lấy lại cái màu nhé. Chữ X là đảo màu. Nhớ mấy cái phím này giúp thầy ha. Internet delete. Đấy, như vậy thì cái bài làm của mình còn thiếu gì nữa? Cái bóng. Bóng, ok. Như vậy bài của mình nó sẽ còn bóng. Ví dụ như cái này, chúng ta chọn bóng của nó là blending option. Đó, mình chọn cái bóng. Như vậy lúc này mình sẽ chọn wrap shadow. Rồi. Bóng thì nó có hai chế độ. Nếu như bạn chọn là mility, tức là bạn đổ bóng trên một cái đối tượng là nhiều màu sắc thì mình chọn mility. Còn nếu như bạn đổ bóng trên màu trắng mà bạn chọn mility thì mình sẽ không thấy được bóng. Các bạn chọn nào một, các bạn sẽ xem thử là cái bóng của mình nó đang ở đâu nè. Đó, cái bóng của mình sát quá nè. Distance mình cho khoảng cách nó ra. Rồi. Span mình sẽ cho bóng mình mờ hay là đậm. Rồi gì nữa? Chất lượng. Đó, mình giảm chất lượng xuống. Giảm size xuống. Tăng size lên. Ok. Rồi bây giờ mình chọn lại Mility giống như lúc nãy coi nó ra cái gì. Nếu như các bạn chọn ở đây. Đó. Như vậy mình sẽ chỉnh, mình sẽ thấy. Rồi ok. Bây giờ mình làm được cho cái layer này rồi. Bây giờ đối với lại cái đồng hồ và cái mũ, mình có cần phải làm lại không? Làm lại một lần nữa giống như vậy không? Không. Các bạn lấy chuột phải, các bạn chọn copy ha, copy layer style và xuống dưới này lấy chuột phải chọn dán vô, nó đã có được background shadow tương tự như vậy, dán vô nó có shadow. Đấy, như vậy mình chỉ cần làm một lần thôi. Còn những cái đối tượng mà nó có cái hiệu ứng giống nhau thì chúng ta chỉ cần copy qua nhau là chúng ta đã tạo được cái crop shadow cho hai đối tượng này. Được chưa nào? Đấy, như vậy các bạn thấy là chúng ta đã hoàn thành xong cái bài tập của cái Rocket 4 của chúng ta. Với những cái tính năng mà chúng ta cần quan tâm. Thứ nhất là chúng ta chọn một nửa, muốn chọn nửa còn lại thì Ctrl Shift Y cho nó chính xác. Chứ nếu mà bạn tự chọn lại một lần nữa thì nó sẽ không trùng với đường biên. Rồi, bức ảnh này đối với lại cái tượng chúng ta muốn cho nó có hạt thì chúng ta chọn As Noise. Rồi cái pattern, define pattern. Rồi một cái nữa là clipping mask và crop shadow. Này đó là những cái nội dung chính mà chúng ta sẽ quan tâm trong cái project 4. Có ai thắc mắc gì nữa không? Hồi xíu không biết hỏi thầy ơi. Ừ, rồi làm đi, có gì tí sẽ hỏi thêm. Thầy lưu cái video mà lại đăng lên group. Hả? Đúng rồi, ok.